Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại buổi tất niên của hội Diều Sáo Hưng Yên. Hôm nay là cũng rất nhiều các bạn gọi là ở các nơi họ đổ về đây để tham gia. Đây, các bạn nhìn này, dọc đây là cả mọi người sẽ chạy hết này. Tại vì cái khu này nó rộng, chỗ này ngập trời đâu các bạn. Đây các bạn, nếu mà đứng ở đây nhìn thì nó sẽ rõ này. Nhiều con đã dám đâm lên mình chạy là mình chạy không xuể được các bạn ạ. Hiện tại bây giờ đang một loạt những diều kiểu đang chờ trực để bay lên, nhưng mà ở cái không gian chỗ này là nó không còn chỗ để bay nữa rồi. Đấy các bạn nhìn này, thực sự ra mình muốn quay tất cả các tiếng sáo ở đây cho các bạn xem, nhưng mà mình chạy không xuể được các bạn ạ. Thực sự là không xuể được. Đấy, mọi người ra đây đâm này. Giờ sẽ phải cố gắng để gọi là quay được con nào hay con đấy thôi các bạn. Đấy, cho các bạn chiêm ngưỡng một loạt các cái sáo với cả diều. Con này thì sắp phải chờ gió to lên một tí thì mới cho lên được. Đấy. Đẹp ạ. Hôm nay là tương đối nhiều. Lên chị em. Chuẩn bị ấy rồi, lên đi. Bắt đầu có hạt mưa rồi, bắt đầu gió nó bắt đầu chuyển hướng gió sang bên mé bên này. Đấy. Chỗ này bây giờ đang một con nữa chuẩn bị lên. Chỗ này mấy con đứt dây rồi. Ấy, xuống rồi. Hết đường chạy rồi. Căng đấy. Căng đấy, vít xuống đi. Đấy các bạn nhìn này. Sổi lộn vòng luôn. Nhiều bộ sáo hôm nay. Thôi. Thả dây nhẹ mạnh. Ui, lại một con nó đứt à? Đứt rồi. Đứt rồi. Vẫy cánh rồi các bạn. Là đen. Đấy, con đen này vừa lên rồi nhưng mà con kia gãy cánh rồi. Nghe tiếng đứt cứ phần phật đấy. Tiếng con kia rất hay nhá. Kêu rít lắm, hay. Mẹ kêu rít thật đấy. Nó không bị ôi bố. Gió bắt đầu to rồi, con nào bé là không chịu đâu. Con em vừa cứu con được, đứt 4 giây rồi. Nhặt chưa? Đang đi tìm đường. Mấy con này hôm nay là gió bắt đầu nó to. Gió to rồi là đứt hết dây. Hai con đang vấp vào nhau kìa, đấy, ba con luôn, một con đứt kìa. Chỗ kia có một con kìa, các bạn nghe nó rít chưa? Trời nó bổ. Đây anh em nhìn kìa, hiện tại bây giờ đang có một con đang bị treo đây các bạn nhìn này. Đấy, nó đang đứng ấy. Nó đang treo úp cả ấy xuống kìa. Đây. Bác này đang bị mắc mẹ vào đây này. Úi trời ơi, con này cũng sớm muộn thì cũng cánh này thì dễ ô tạch lô lắm. Rồi xuống rồi. Quả này thì cũng dễ xuống lắm. Con này mắc vào con carbon à? Mắc vào con carbon rồi thì kéo con carbon này xuống một tí này. Có xuống được không? Mẹ sợ mắc vào sáo nó lại đấy. Càng nghe gì luôn. Kéo dần mới xuống đây. Con này thả từ đầu mà. Sợ vãi đai. Thôi rồi, đâm tiếp không? Đánh dây này vào.
Cho lên nào hay là cứ đi đây? Cho lên anh ạ. Cho lên nào. Căng chưa? Từ từ ăn kéo. Đấy, gió đang to đấy, lên đây thả đi. Ôi xong rồi, tạch lô, lại. Các bạn nghe tiếng chưa? Nó vít rồi, thôi luôn. Thôi. Vui. Sao không? Không sao. Gió to quá. Gãy à? Vỡ một quả. Vỡ á? Đâu. Vỡ một quả hồi quá. Ôi. Đâm kiểu gì? Nó to. Riêu này nó cứng. Bỏ đi. Đấy cậu, đem đi, con chạy rồi. Vỡ mất quả rồi. Không gãy đâu. Đây đoạn đẹp về. Cậu ấy không biết nơi này. Không biết nhả dây này. Giữ dây không nhả. Nó không nhả. Nó không nên giữ. Đáng nhẽ ra thì nhả dây, nhả diều rồi nhưng mà nó không nhả dây. Hôm nay là một số thành viên là bị hơi thiệt hại, hơi nặng quá. Gió này nó cũng to lắm các bạn. Thả không cẩn thận dèo luôn. Không chịu được. Đây, xước hết cả một đoạn này. Đây, cái quả này bây giờ về sửa quả này nó cũng hơi phải ép diều xuống, ép diều hẳn xuống. Vỡ không? Vỡ quả này. Mấy quả này thì xước thì. Bỏ đây. Thôi. Gió may to rồi các bạn. Vít cánh luôn. Úi trời, nhìn lộn nữa các bạn, nhìn lộn chưa? Thôi bổ sáo. Chỉnh neo lại cho nó cân đi. Cua ơi, cua đi ra đi. Không cần đứng đấy đâu. Thôi, gãy sáo. Đừng đâm kiểu đấy là gãy đấy. Ôi lại mắc dây con kia thôi là xong đấy. Ôi giời, con đen trên kìa, các bạn nhìn con đen kìa. Đu này là không chưa chuẩn. Đu chưa chuẩn. Đây không phải là do ấy đâu mà đu chưa được. Bảo thằng cu ở đầu ấy là phải thả trước ra thì đằng sau ấy mới thả mới được. Chứ đằng sau mà thả đằng trước chưa. Thôi gãy mẹ đuôi rồi. Gãy
gãy kìa. Gãy cả. Ôi xong. Ôi xong. Rất buồn cho anh. Rất buồn cho anh em. Có ai bỏ xá sao không? Rất buồn cho anh em. À không, đây là bung ấy rồi. À gãy mẹ cọc rồi, gãy gãy cọc rồi. Gãy gãy nghe. Cái cá này lứt rồi, cá này lứt rồi. Cá này yếu, con này yếu không chịu được. Đấy. Con này yếu như này. Đẩy lên. Lại thiệt hại thêm một con diều mới. Nó dễ lên phát nó. Cái gì đấy? Thẳng lên cơ. Gãy. Cái gì đấy? Đấy, thôi. Thôi, sáo không sao là được rồi. Diều thì cái khung tre này, khung tre à, khung này thì không chịu rồi. Khung này không chịu đâu. Khung này không chịu được, khung này yếu lắm. Khung này yếu lắm, chịu được. Đôi, đôi, tháo này đi. Phải đập vào, đập tháo hết ra. Thôi, anh cho con này ra. Rồi ạ. Hai con hỏi, hai con hỏi. Con này áo yếu, à con này khung yếu. Đấm thế nó đéo đẩy. Thực ra ấy, nếu mà ông thả sau thằng cu kia thì là được. Thằng cu kia nó thả sau, lên đâm là nó bị vít dây. Ờ, thế em mấy người chạy, một người chạy anh. Hai người. Ba người chạy. Thôi đi về đằng dưới kia xem là anh em đã đủ kiếm được đủ tìm về đủ diều chưa. Mọi người ra đây là ra ngóng diều rơi các bạn ạ. Đấy, nhìn này. Đứng hết ở đây để chờ diều rồi. Hôm nay các đoàn các lơi hôm nay là thiệt hại cũng tương đối nhiều. Nào gãy diều, nào gãy sáo, vỡ sáo, mới cả gãy lan. Nói chung là còn cả mất diều nữa cơ. Thì hiện tại bây giờ thì anh em cũng là đi tìm diều rồi, tương đối nhiều rồi. Không, vẫn thả tiếp à? Thả tiếp. Trời thì chơi thì vẫn chơi chứ không chả sao cả. Gió bắt đầu im rồi, nó đỡ hơn rồi. Còn nói chung là đồ này thôi cứ để treo thôi. Mất cờ anh rồi. Cờ anh về đặt giả loại áo khác rồi. Giả loại áo sang năm đấy. Đây rồi. Ông này thì xuống ao. Xuống ao à? Xuống ao, con kia thì là làm ba cục sứ. Ba cục sứ á? Cháy cả gì? Nó dính vào ba cục sứ. Quay đến tận đâu? May là còn lấy được cái bộ sáu ấy. À tận thì kiểu à. Giữa ao. Đấy. Rồi, nhưng mà may sáo chứ không sao là được rồi. Cười em đi. Anh cười em đi. Anh cười nữa đi. Nào nó cười à. Thôi không sao, về giặt đi phơi là vẫn được, không sao cả. Xuống đâu ấy? Dưa ao. Dưa ao. Toàn ngày nào đẹp đẹp hóa vàng đi thôi. Vẫn quyết định à? Không, chưa biết sợ à? Sợ gì? Táo đâu ấy? Đấy, lại có táo ăn. Chưa nhìn thấy một cái lắm gương à? Ừ, ngoài đấy, được. Anh em vẫn tiếp tục cho lên này các bạn. Gió bây giờ tầm này là nó cũng ngơn ngớt bớt rồi. Nó không còn quá gắt như là cái lúc tầm 9 rưỡi 10 giờ là nó gió nó gắt quá. Rông to quá. Bây giờ mới cho lại lên. Này các bòn. Con này mấy mét đấy bạn ơi? 4 mét rưỡi à? 4 mét rưỡi các bạn. Các bòn. Luôn hơi bị nặng tải. Cao lên tí, bắn dài, bắn cao lên tí là được. Hôm nay là khó lên, cái dưới. Người nào cầm trước phải thả tay như trước nhá. Thả đấy trước, không cần phải giữ tay. Thôi. Thôi nhảy đi. Ăn rồi. Đi mẹ. Con đấy phải buộc ở chỗ khác. Thôi rồi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ là đấy, các bạn xem rồi. Đây là đi kéo cá chứ không phải là đi kéo diều. Thả cho dốc nước đi rồi lại cho lên tiếp chứ. Sợ gì đâu mà.
chống lên màn hình đi. Cười em không? Cười nào, cười nào, cười nào. Thổi sáo, cười lên. Thổi sáo, thổi sáo. Con kia là bị sứt mất nửa đúng không? Sứt mất miếng. Đây, sứt mất miếng. Rồi chắc là bùa vào nhà. Thích thả diều không? À, con thích thả diều không? Hôm nay toàn hơi nhiều nhỉ. Hôm nay dụng tương đối nhiều. Tí cho con đu nhá. Tí cho con đu diều nhá. Tí cho đu. Bác không mang diều à? Chả thấy kêu. Thôi xuống rồi, xuống. Không được, không được. Nó bị nó lướt, nó lặng không lên được. Lại xuống. Anh Tuấn này anh ghi kinh á. Có cho con này lên nữa không? Cho xuống à? Vâng, con này ướt rồi. Ướt à? Lao ao à? Thôi giờ đến cũng là đến giờ dùng bữa của anh em rồi, nên là mời tất cả anh em bạn bè là vào dùng bữa cơm tất liên thân mật với cả hội Diều Giáo Hưng Yên. Đấy, ở trong này là mọi người cũng chuẩn bị xong hết rồi. Đây. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng hết rồi để chờ mọi người vào. Đấy. Hôm nay là những cái món đây là chủ đạo là dê. Chủ đạo là món thịt dê. Đây ông chủ ở nhà hàng đây. Đây đoàn Hưng Yên đây. Chào. Đến giờ. Ôi, mời mấy anh em vào đi. Vào đi, vào đi. Chưa, đã được ngồi đâu. Chưa được ngồi. Còn mày cô hơi ngon đấy nhở. Này, món này món đầm này. Đầm này. Đấy, bạn thịt dê. Món này là món này là rất nhiều món ngon. Đây hôm nay món ăn là có đây, chủ đạo là dê. Đây là món lầm dê này. Cái cảnh này. Món này thì đâu chén đâu hết đủ chưa nhở? Nào, chúc sức khỏe anh em nhá. Hôm nay là tất liên cuối năm của hội Diều Giáo Hưng Yên nhá. Mời mọi người. Đấy. 50 rồi hết à? Hết đi. Hết đi. Chén đâu đi hết đi. Ít này hết đi. Thôi mời các bạn nhá. Ơi, giả thử cái món này nhá. Rồi mình kết thúc video nhá, tí nữa sẽ quay tiếp cho các bạn. Giờ ăn uống cái đã. Với nhau ấy, thì anh em mình nói với nhau hết ở trong bữa rượu rồi. Thì sau đây tiếp theo chương trình là chương trình phát cờ lưu niệm. Đầu tiên thì xin phép mọi người là con cháu xin phép được mời bác Phan và ông Thêm, hai người là thế hệ
đi đầu của Diều Sáo Hương Yên mình ấy, là ở trong tỉnh nhà mình ấy, là người gọi là đưa các con các cháu đi lên và duy trì đi, duy trì cái truyền thống của mọi người ấy chơi Diều Sáo mình ấy. Và xin mời hai bác lên nhận cờ đầu tiên của hội. Xin mời ông Nguyễn Đình Vức, lên phát cờ lưu niệm cho ông Thêm và ông Phan. Chào vào tay nào. Luôn ơi. À, giới thiệu đi. Chú ông ơi, con này mất xáo rồi. Thôi cái đi, bây giờ con nào? Sau chương trình này là tôi thay mặt là mời toàn thể anh em đang đứng ở trong hội trường này là tất cả anh em mình sẽ lên trên bục xếp thành 3 hoặc 4 hàng từ cao đến thấp. Anh em mình sẽ ngồi nhận cờ lưu niệm và là chụp ảnh kỷ yếu của anh em.